loạt vụ kiện đã phơi bày ra mặt tối của mạng xã hội Trung Quốc. Một ứng dụng đã thu hút hàng tỷ người chỉ trong một thời gian ngắn. Hàng loạt trào lưu nổi lên từ đây, đặc biệt trong giới trẻ. Mạng xã hội TikTok ra mắt toàn cầu vào năm 2016, kính thưa quý vị. Cho đến nay, TikTok đã hoạt động tại hơn 150 thị trường. Tại Việt Nam, tính đến nay thì TikTok đã có hàng chục triệu người dùng thường xuyên. Điều gì đã khiến cho nền tảng này trở nên thu hút đến vậy và nó tiềm ẩn những nguy cơ nào? Kể từ khi ra mắt, ứng dụng liên tiếp vướng phải các vụ kiện tụng liên quan đến sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của người dùng. Bị kiện vì gây nguy hại đến tính mạng người dùng. Vào ngày 5 tháng 7, gia đình của bé Lalani Walton, 8 tuổi, sống tại tiểu bang Texas, và bé Ariani Arroyo, 9 tuổi, ở Wisconsin, tại Hoa Kỳ, đã đâm đơn kiện mạng xã hội này lên tòa án cấp cao tại quận Los Angeles. Hai gia đình cho rằng thuật toán nguy hiểm của nền tảng này là nguyên nhân gây ra cái chết cho con của họ. Và năm ngoái, hai bé đã qua đời khi tham gia thử thách ngạt thở Blackout Challenge. Theo The Guardian, thử thách này khuyến khích người tham gia tự bóp nghẹt mình cho đến khi bất tỉnh. Người thân nạn nhân cáo buộc rằng thuật toán nguy hiểm trên TikTok liên tục đề xuất các video về thử thách ngạt thở cho trẻ em, khuyến khích chúng tham gia thử thách và dẫn đến sự việc đáng tiếc. Hãng luật đại diện cho gia đình nạn nhân cho biết, TikTok cần phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hai em nhỏ. Nền tảng này đầu tư hàng tỷ đô nhằm lan truyền nội dung nguy hiểm, dù nhận thức rằng chúng có thể dẫn đến cái chết của người dùng. Lalani vốn được nhận xét là cô bé ngọt ngào và hướng ngoại, thích mặc đồ công chúa. Cảnh sát điều tra cho rằng cái chết của em vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 là hậu quả của việc tham gia thử thách ngạt thở. Sau khi được tặng điện thoại vào ngày sinh nhật 8 tuổi, nạn nhân nhanh chóng nghiện lướt TikTok. Em thường xuyên đăng tải video hát và nhảy với hy vọng được nổi tiếng. Vào ngày xảy ra vụ việc, trong chuyến du lịch cùng gia đình, Lalani dành hàng giờ để xem video bao gồm thử thách ngạt thở. Đơn kiện viết rằng, một em bé 8 tuổi sao có thể nhận thức mức độ nguy hiểm của nội dung TikTok đang khuyến khích. Tương tự Lalani, Ariani cũng bị ám ảnh với việc đăng video nhảy và nghiện ứng dụng này. Gia đình nạn nhân cảnh báo cô bé về việc đã có trường hợp người dùng trẻ tuổi chết khi tham gia trào lưu này, nhưng em đảm bảo mình sẽ không làm thế. Tuy nhiên thì vào ngày 26 tháng 2 năm 2021, em trai 5 tuổi đã phát hiện Ariani trong tình trạng bất tỉnh. Em được đưa đến bệnh viện địa phương nhanh chóng nhưng không qua khỏi. Đơn kiện ghi, ứng dụng này biết rõ thuật toán của mình đang lan rộng những thử thách nguy hiểm đến trẻ em. Ngoài ra, một số khiếu nại khác được liệt kê bao gồm quảng bá nội dung có hại, cho phép người dùng chưa đủ tuổi sử dụng và không cảnh báo về tính chất gây nghiện của ứng dụng. Các luật sư cho rằng động cơ của TikTok khi cho phép những nội dung này là tương tác, số lượng người dùng và đặc biệt là lợi nhuận. Họ nói, công ty ưu tiên lợi nhuận doanh nghiệp dù biết sức khỏe và sự an toàn của trẻ em sử dụng ứng dụng bị đe dọa. TikTok đã từ chối đưa ra phản hồi về sự việc này. Công ty này từng bị chỉ trích vì lan truyền nội dung nguy hiểm. Vào năm 2021, thử thách thùng sữa Milk Crate Challenge từng bị bác sĩ khuyến cáo là có thể dẫn đến chật khớp vai, đứt dây chằng và thậm chí là chấn thương tủy sống. Năm 2020, một cô gái 15 tuổi tử vong sau khi tham gia thử thách Benadryl Challenge, khuyến khích người dùng sử dụng lượng lớn thuốc dị ứng nhằm chìm vào ảo giác. Trước đó, hai trẻ vị thành niên bị buộc tội hành hung sau khi tham gia trào lưu phá hủy hộp sọ Scott Breaker Challenge. TikTok đẩy nhanh thoái trào của một nền văn minh. Có phải TikTok đang phá hủy nền văn minh hay không? Một số người đã nghĩ như vậy đấy, hoặc có lẽ là mạng xã hội nói chung. Vị tỷ phú công nghệ lừng danh Elon Musk đã chia sẻ. Vâng, theo The New York Post, ông Elon Musk hồi tháng trước đã khuấy đảo mạng xã hội với giả thuyết cho rằng TikTok có thể đang đẩy nhanh quá trình thoái trào của một nền văn minh nhân loại. Tweet này cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng và nhanh chóng đạt hơn 425.000 lượt thích. Trước đó, ứng dụng chia sẻ video của Trung Quốc cũng từng bị cho là tạo ra những xu hướng ngớ ngẩn và nguy hiểm thông qua các thử thách với hashtag challenge thu hút giới trẻ. Vị tỷ phú nói, tôi thấy một số video của họ gây khó chịu, nhưng chúng không hề nhàm chán. Ông đặt ra giả thuyết rằng TikTok đã tạo ra những thuật toán hấp dẫn nhất có thể để lôi kéo lượng người dùng trẻ khổng lồ.
Mô tả về việc sử dụng nền tảng video nhắm mục tiêu tới thế hệ Z, ông Musk chia sẻ, đây giống như một dạng ADD hay rối loạn giảm chú ý. Đặc tính gây nghiện của TikTok được giáo sư Galloway thuộc Đại học New York ví như một dạng cocaine kỹ thuật số. Vào hồi năm ngoái, các bác sĩ tâm lý đã cảnh báo về một căn bệnh đáng sợ khi các cô gái trẻ bắt đầu có những triệu chứng của TIC, một dạng rối loạn khiến cho họ lặp đi lặp lại các hành động không chú ý và không kiểm soát được hành động của cơ thể. Quan điểm này cũng được nhà báo Sean Cozier của Forbes ủng hộ. Ông cho biết, mình từng trải nghiệm TikTok và thấy mạng xã hội này gây nghiện đến mức đáng sợ. Tôi thử tải ứng dụng, tìm hiểu nó và bắt đầu xem các video ngắn 15 giây. Một tiếng sau, tôi giật mình và tự hỏi, buổi chiều của mình đã trôi qua quá nhanh. Ông Cozier cũng nói thêm, bằng một cách nào đó, tôi bị nghiện ngay từ lần thử đầu tiên. Nếu xét với tổng lượng người dùng hoạt động hàng tháng thì TikTok có phần kém cạnh hơn Facebook là 2,9 tỷ người và Instagram là 2 tỷ. Tuy nhiên, các video ngắn trên nền tảng này lại rất có sức hấp dẫn, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Theo số liệu của Omnicore Agency, một tổ chức tiếp thị và phân tích truyền thông kỹ thuật số mạng xã hội, hồi tháng 3, người dùng TikTok chủ yếu thuộc vào thế hệ trẻ. Trong đó, 43% ở độ tuổi từ 18 đến 24, 3,4% trên 55 tuổi và giới nữ chiếm 57%. Trung bình mỗi người sẽ dành 11 phút mỗi lần truy cập để lướt 26 video TikTok, mỗi video kéo dài 15 giây. Theo Galloway, 26 là con số hoàn hảo để TikTok có thể thu thập nhiều dữ liệu từ người dùng hơn hẳn các công ty khác. Thời gian trung bình sử dụng TikTok của người dùng Mỹ rơi vào khoảng 29 giờ một tháng, nhiều hơn cả Facebook là 16 giờ và Instagram là 8 giờ cộng lại, theo nhà nghiên cứu di động Data Dose AI. TikTok theo đó bị ví như một dạng thuốc phiện khiến cho người dùng bị thu hút ngay từ lần đầu tiên. Gây mất tập trung. Một người dùng chia sẻ, tôi chưa sử dụng nền tảng mạng xã hội nào với tần suất nhiều như dùng TikTok, mặc dù tôi mới chỉ biết đến ứng dụng này vào năm ngoái. Một người dùng khác thì thừa nhận mình kiểm tra các ứng dụng ít nhất là 10 lần một ngày. TikTok có thuật toán đề xuất ma quái, khiến cho người xem không thể ngừng xem các nội dung, thậm chí là nó còn có khả năng huấn luyện bộ não người dùng với cảm giác rằng chỉ sau vài chục giây sẽ có thứ gì đó mới mẻ xuất hiện. Thế nhưng, cuộc sống hiện thực đâu phải cứ sau 15 đến 30 giây lại có thêm điều gì thú vị. Khi não trẻ quen với những thay đổi liên tục, nó sẽ khó thích nghi với cuộc sống hiện thực, nơi mọi thứ không diễn biến nhanh như vậy. Và cuối cùng thì sự phụ thuộc vào TikTok khiến cho trẻ dần dần giảm các tương tác trong cuộc sống hiện thực, dẫn đến tình trạng chậm phát triển về mặt cảm xúc và xã hội. Việc bộ não được huấn luyện để tập trung ngắn hạn có thể gây ra các vấn đề về khả năng chú ý, tập trung và trí nhớ ngắn hạn. Một nghiên cứu dựa trên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, đã xem xét các video ngắn ảnh hưởng như thế nào đến bộ não của sinh viên đại học ở Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu đã xem xét cách bộ não phản ứng với những video chung và những video được cá nhân hóa. Kết quả cho thấy, những video phù hợp với sở thích của người xem có thể kích hoạt trung tâm hệ thống phần thưởng của não. Những tác động tiêu cực của TikTok tới não bộ. Hệ thống phần thưởng não đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong định hình cảm xúc và điều hướng hành động của con người. Nó có chức năng tạo ra những cảm giác sung sướng và ham muốn. Tiến sĩ Justin Slipher là bác sĩ tâm thần trẻ em và vị thành niên tại Bệnh viện Bradley cho biết, chúng ta gần như bị các ứng dụng này điều chỉnh hành vi để có được sự hài lòng ngay lập tức. Mặc dù sự hài lòng ngay lập tức nghe có vẻ rất tuyệt vời, nó có thể gây ảnh hưởng đến não bộ vài giờ sau khi đóng ứng dụng. Ông Slipher nói, tôi lo rằng trẻ em sẽ gặp khó khăn hơn khi đọc sách nếu chúng đã quá quen với việc nhận được sự thỏa mãn tức thời như khi thực hiện thao tác cuộn TikTok. Vấn đề có thể vượt xa hơn việc đọc sách. Trong những trường hợp khác đòi hỏi sự kiên nhẫn, trẻ em có thể khó tập trung vào bất cứ thứ gì không mang lại hiệu quả tức thì. Những video ngắn tương tự như kẹo hay một loại cocaine kỹ thuật số khiến cho não giải phóng một lượng lớn dopamine, một chất mang lại niềm vui và cảm giác hưng phấn tức thời cho não bộ. Khi tiêu thụ càng nhiều thì cần phải bù đắp trở lại. Khi sản xuất không đủ với mức tiêu thụ sẽ khiến chúng ta rơi vào trạng thái đói dopamine. Con người sẽ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm và lo lắng. Việc sử dụng các thiết bị điện tử càng lâu, não sẽ bị tổn hại thực sự và ngày càng rõ rệt.
như teo chất xám, giảm độ dày của vỏ não, suy giảm chức năng nhận thức. Thuật toán gây nghiện. Theo một nghiên cứu của Wall Street Journal, TikTok sử dụng thuật toán để cung cấp nguồn cấp dữ liệu cho người dùng. Các video được cá nhân hóa dựa trên nội dung người dùng thả tim và thời lượng xem các video tương tự. Nhiều người dùng cũng thừa nhận thuật toán khiến cho họ bị mắc kẹt. Nó đã đề xuất nội dung gần như trùng 100% với những sở thích của họ. Một số nhà nghiên cứu thì lo lắng về tác động tiềm ẩn của thuật toán này đối với sức khỏe tinh thần của trẻ vị thành niên. Ví dụ, nếu một trẻ em đang xem video về cách giảm cân hoặc một chủ đề nào khác có thể gây hại cho sức khỏe tâm thần của chúng, thì điều đáng lo ngại là ứng dụng sẽ tiếp tục đề xuất những video tương tự. Vào tháng 3 vừa rồi, Tổng trưởng lý tại nhiều bang ở Mỹ đã mở một cuộc điều tra nhằm vào TikTok liên quan đến các tác động của nền tảng tới sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em. Cuộc điều tra tập trung và làm rõ các phương pháp mà ứng dụng đang sử dụng để giữ người dùng lướt màn hình trong thời gian dài và tăng mức độ tương tác. Trước khi cuộc điều tra đó bắt đầu, TikTok thông báo họ đang tìm một phương thức mới để đa dạng hóa video bằng cách sử dụng hệ thống đề xuất, bao gồm nội dung có thể nằm ngoài sở thích người dùng. Ông Schlieffer không tin rằng có nguy cơ trực tiếp dẫn đến việc nghiện các ứng dụng như TikTok hoặc Instagram, nhưng cho biết càng nhiều trẻ em quen với phần thưởng tức thời, chúng sẽ càng khó rời mắt khỏi màn hình điện thoại và đưa ra những lựa chọn lành mạnh. Ông nói, thay vì chống lại mạng xã hội, các bậc phụ huynh nên hạn chế thời gian sử dụng thiết bị của con trẻ và giáo dục chúng về cách tương tác với nền tảng. Người phát ngôn TikTok cho biết, công ty đã có những kế hoạch để bảo vệ trẻ em. Ngoài việc cho phép cha mẹ kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị qua tính năng Family Pairing, ghép nối gia đình, TikTok giảm thiểu thông báo vào buổi tối và chủ động hiển thị lời nhắc trên trang chủ để tạm dừng ứng dụng. Nhiều chính trị gia cho rằng TikTok nên bị cấm tại Hoa Kỳ vì không bảo mật thông tin người dùng. Ủy viên Brendan Carr của Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ đã tuyên bố đúng vào ngày 28 tháng 6 rằng TikTok không chỉ là một ứng dụng video, nó là một con sói đội lốt cừu. Đó là một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm đã được thu thập. Các báo cáo mới cho thấy dữ liệu này đã được truy cập tại Bắc Kinh. Vì vậy, bất cứ điều gì người dùng đăng, sở thích cá nhân hay khuynh hướng chính trị đều có thể bị Bắc Kinh biết. Đồng thời, họ có thể gửi những thông điệp chính trị đến người dùng. Một nghiên cứu vào năm 2021 của Susan Nazarov, một nhà báo người Hà Lan đã phát hiện rằng thuật toán của TikTok giúp kiểm duyệt các chủ đề mà Bắc Kinh cho là nhạy cảm, như vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn, diệt chủng ở Tân Cương, v.v. Điều này có thể đe dọa trực tiếp đến các nền dân chủ trên thế giới. Và quý vị thân mến, những mảng tối đáng sợ này của TikTok liệu đã đủ để chúng ta cần cảnh giác với những gì mà chúng ta đang xem và đang chi phối cuộc sống của chúng ta hàng ngày hàng giờ? Quý vị có quan điểm như thế nào về chủ đề này? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của quý vị trong phần bình luận video này quý vị nhé! Nếu đang lo sợ về những tác động tiêu cực của TikTok cũng như mạng xã hội cho con cái và chính bản thân mình, quý vị có thể tham khảo cách cai nghiện công nghệ mà chúng tôi đã từng đề cập. Nhiều bác sĩ cũng đã đưa ra lời khuyên rằng thiền và chính niệm có thể giảm tác hại của Internet và công nghệ. Chúc quý vị có những lựa chọn thông minh và đúng đắn cho bản thân và gia đình. Chúng tôi là chương trình Khỏe Tự Nhiên. Xin kính chào và hẹn gặp lại!